Công khai sao kê tài khoản từ thiện có sai luật và hành vi căng phông kẻ bạn có bị xử lý. Liên quan đến sự việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê các tài khoản đóng góp từ thiện hỗ trợ đồng bào miền Bắc gây xôn xao thời gian qua, theo luật sư Lê Hồng Hiền đã công khai chia sẻ quan điểm của mình như sau. Việc công khai sao kê tài khoản ngân hàng trong trường hợp này là hoàn toàn hợp pháp và cần thiết, giúp người dân an tâm rằng đóng góp của họ được sử dụng đúng mục đích vì theo Điều 17 của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ cho phép một số ngoại lệ trong trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia, thảm họa lớn hoặc dịch bệnh nguy hiểm mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Cũng theo Điều 14, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP quy định rằng các tổ chức như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm công khai đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền từ thiện. Đặc biệt, đối với hiện tượng một số cá nhân, kể cả những người nổi tiếng, đã giả mạo chứng từ chuyển khoản để thể hiện việc ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội. Những hành động này không chỉ sai lệch sự thật, mà còn có thể vi phạm pháp luật theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Hành vi này có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng trong trường hợp làm giả giấy tờ hoặc lừa đảo. Mức án có thể lên đến 7 năm tù hoặc 20 năm tù. Tù chung thân tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của hành vi.